À, kính chào quý bà con ha. À, hôm nay có dịp là lên Tây Nguyên hỗ trợ một số vườn ha. Một số vườn cũng quen thuộc của mình thôi, nhưng mà mình chỉ hỗ trợ qua điện thoại thôi, ít có lên clip. Thì hôm nay mình hỗ trợ cái vườn này chỗ cô Ý ha, ở Buôn Mê Thuột. Thì hiện tại giờ hoa nó đã ra đều hết rồi ha. Ra đều cành hết. Thì mình đã cho cô tưới cái thằng vitamin cũng như là cái thằng fluid. Thì nó đẩy, thứ nhất là nó đẩy cái đọt, thứ hai là nó đẩy cái hoa ra. Cô mới vừa về quê Quảng Ngãi xong ra đây là về quê xong về đây là thấy hoa nó ra như thế này rồi ha. Thì nước mình cũng đã cho nhấp ở dưới rồi. Và khoảng 7 ngày nữa mình sẽ cho tưới cái xô nuôi bông, xô SR02 đó ha. Thì xô nuôi bông, thì những cái bông này mình bắt đầu mình thấy nó ốm ha. Và giai đoạn này nếu mà ai ra bông nhiều cỡ này ha, hoặc là nhiều hơn, thì mình sẽ thấy hiện tượng khô bông. Thì có một số người cũng hơi lo ha, tại sao mà làm bông đã khó rồi mà giờ ra bông là nó bị khô bông nữa. Thì đó là một cái cơ chế tự nhiên của cái cây. Đó là trường hợp bình thường, thì cơ chế tự nhiên của cái cây là nó sẽ đào thải bớt để nó nuôi những cái bông nào mà còn lại để nó dưỡng ha. Nhưng mình hoặc là cái thứ hai nữa là do thiếu canxi và bo ha, đặc biệt là canxi. Giai đoạn này nếu thiếu canxi cũng rất dễ dẫn đến khô bông ha. Đó, bông nó ra đều cành hết. Rồi cái thứ ba nữa là do bệnh. Thì Buôn Mê Thuột gần đây thời tiết nó cũng khá là lạnh và cũng đôi khi nó cũng có mưa phùn ha, thì nó rất dễ bị nấm bệnh tấn công. Đặc biệt ở đây là cái nấm bệnh tháng thư, nó tấn công rất là nhiều bông giai đoạn đầu, thì như vậy nó cũng gây ra hiện tượng khô bông. Thì để khắc phục hiện tượng này á, bà con chú ý là bông ở giai đoạn sớm hơn này ha. Bông mà ra tầm cỡ này đi là mình phải phun thằng bo hữu cơ rồi ha, cộng với thằng thuốc bệnh ở đây là anh cho con hoặc linh rồ gì đó, mình xài loại nào cũng được ha. Đó, bông ra đều hết. Thì mình xài những cái loại như vậy á, nó sẽ giúp cho cái bông mình nó được sáng, nó có dinh dưỡng và nó không bị thắng thư, mà nó lại ít bị khô bông. Rồi kế tiếp là mình vẫn tiếp tục mình xài cái thằng bo cộng với canxi. Khi mà sau khi xài bo cộng anh cho con để ngừa thắng thư rồi ha, thì mình xài bo cộng với canxi để cho cái bông nó đầy đủ bo và canxi. Canxi đây là mình xài canh phọt đó ha, hàm lượng canxi lên đến 15% và đạm là 10, hữu cơ là 10% và chung vi lượng. Đây thì cái cây này thì nó cũng tương đối nhỏ thôi, cây này chắc tầm khoảng 3 năm hoặc 4 năm gì thôi, nhánh nhút nó cũng còn nhỏ ha. Đó, nhưng cái cây này thì ra bông năm đầu ha, này ra bông là xài kích bông với AZ nó ra ha. Nói chung là Tây Nguyên thì nó cũng chung tương đối dễ ra bông, nhưng mà thời gian gần đây thì do là có mưa cũng như là trời thời tiết lạnh nên có số vườn nó bị khô bông, rồi khô mắc cua. Những cái vườn này thì cái kinh nghiệm là cho thấy là khi mà bông nó sáng lên là mình có thể mình nhấp nước từ từ được ha, đừng để cái cây nó quá khô. Khi nó quá khô như vậy thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng khô bông ha, bà con mình lưu ý cái điểm đó. Này, bông giai đoạn này bông ra cũng khá là đều ha. Này, bông ra khá là đều nhưng mà rồi tương đối ốm nha. Thì mình sẽ dưỡng bông sau, tại vì bông còn nhỏ mà ha, gió rất là dữ ha. Khá là ốm nhưng mà mình sẽ dưỡng bông sau, tại vì cái này cô mới giờ tưới vitamin fluid để kích rễ và kích bông ra thôi, mới được 7 ngày thôi. Rồi sẽ cho cô xịt cái thằng bo hữu cơ ha, cũng như là bo trong biển để nó dưỡng cái bông này. Rồi có thể bên cạnh đó mình có thể cộng thêm thuốc sâu. Thuốc sâu thì đây mình xài gốc 1.9 hoặc là sinh học hoặc là cớm gì đó ha, để cho nó đừng có bị nóng. Nó nóng nó cũng gây khô bông nữa nha. À, nó có một nguyên nhân đó nữa, nóng cũng gây ra khô bông. Đó, bông ra cũng kha tương đối là đủ bông ha. Thì năm nay thì Tây Nguyên thì cũng khó làm, thời tiết đó thì mưa nhiều rồi lạnh rồi gió nữa, vậy thì nó sẽ làm khô cái những cái luống bông của mình ha. Thì bà con lưu ý nữa ha,
với bà con xịt khi mà mưa vậy, bà con xịt thuốc bệnh để rửa nước mưa thì cũng chú ý là xịt những cái loại mà nó mát nha. Những cái loại thuốc bệnh thường nó tính là tính nóng, khi mình xịt thuốc bệnh nóng vậy nó sẽ đen luôn, mấy mắt cua nẻ nín luôn. À, hoặc là bà con đừng có xịt 30-10-10 nha, hoặc tàu mầm gì đó, lân gì đó ha, thì nó cũng dễ làm chai cái đầu mắt cua này nè, rất là dễ chai những cái đầu mắt cua này ha. Đó, một số lưu ý với bà con mình ha. Này bông ra rất là đẹp ha. Rồi lưu ý gì thôi. À quên, rồi bà con giai đoạn này mà muốn kéo đọt thì cứ tưới vitamin và phun bít để kích rễ ha, đồng thời là kích ra cái mắt cua này luôn cho nó ra dài như thế này ha, vậy sẽ thuận lợi cho cái quá trình mà phá miên trạng của cái cây. Rồi cái đọt thì mình cứ tưới từ từ thôi, rồi nếu mà trước khi sổ nhị mà nó chưa có kịp già thì mình vẫn có cái phương pháp để coi như là mình hỗ trợ cho nó già sớm, bà con đừng có quan ngại chuyện đó ha. Chuyện đó thì cũng đơn giản thôi, tất cả là bên công ty Đại Lâm đều có thuốc để khống chế rồi đó hết, quan trọng là bà con mình liên hệ kịp thời chứ đừng có để quá trễ rồi liên hệ thì cũng khó nha. Rồi đo lời cùng bà con ở cái giai đoạn này. À giai đoạn này bà con chú ý cái thằng dành đỏ nha, có phun ở ngoài mà kéo đọt thì cứ nhớ cộng thêm thằng dành đỏ mà thuốc mát dùm cái, tại thường dành đỏ thuốc nó gốc nóng không à, thì chi tiết có thể liên hệ số điện thoại để mình hỗ trợ cho nó hiệu quả và chính xác ha. Rồi kính chào quý bà con. Này với vitamin ha. Vừa đó thì SCG nó trong bú, đóng á.